Em xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày 28 tháng 10 ạ. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên chia sẻ cho các bác nhà mình một số những cái dòng phi điệp tân thủ và uh, mắt đỏ đông lai và một số các cái mã hàng mít năm cánh trắng Phú Tọ hàng tác phẩm các bác ạ. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Số điện thoại em đã kết nối Zalo và có ghi mở trên màn hình rồi các bác nhé. Để uh, không làm mất nhiều thời gian thì em sẽ đi vào chi tiết bán hàng luôn ạ thì đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác nhà mình một cái phần ki rất là đẹp luôn ạ vì ở đây là những cái phần ki mà nó là ki năm nhất ở trên thân em vừa mới lách xuống vì thật ra là em bán những cái chậu lan có chậu thì nhà vườn người ta để rất là nhiều ki ở trên thân các bác muốn mua cái giống đấy nhưng mà thấy nhiều ki quá thì các bác sẽ rất là ngại về trồng đó thì cũng có những bác là rất là thích mua những cái phần ki nhỏ như thế này về để các bác nhà mình là mới tập chơi mới tập ghép các bác nhà mình có thể là tập quen trước sau này các bác mới mua cái hàng nó giá trị hơn thì uh, em uh, cũng sẽ lên những cái phần như thế này để các bác nhà mình làm giống thì ở đây thì đa phần là cái dòng uh, ám cổ văn giang đấy đa phần là ám cổ văn giang thôi các bác ạ và ở đây em có một cái ki này này cái ki này là ki uh, cửu long cao phong cửu Long cao phong năm nhất con này đang có đi ngọn nhiều các bác ạ à. Con này thì kỳ năm nhất nó được tầm khoảng 20 rồi chắc là tắt ngọn được tầm khoảng 40 đấy các bác thì cái phần Ki này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là uh, 100.000 thôi ạ à. Ki rất là đẹp và các bác nhìn bộ dễ này quá là đẹp luôn 100.000 à, cho mã số 1 cái phần Ki này thôi ạ à. đây em sẽ để gọn sang một bên các bác nhé tiếp theo là phần số 2 Chậu này là chậu hồng yên thủy ạ. Hồng yên thủy thì em cũng sẽ lên một chậu vì vườn em cũng có một chậu thôi các bác ạ. Hồng yên thủy, dòng này thì nó cực kỳ là dễ ra hoa luôn, nó dễ ra hoa như phi điệp tím luôn các bác nhá. Đây chậu này thì gồm có là 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 thân ạ. Hồng yên thủy mã số 2 gồm có 11 thân giúp em các bác nhá. Chậu này thì em chia sẻ các bác nhà mình một cái chậu hồng yên thủy to như thế này ạ. Với giá là 380.000 thôi ạ Cho mã số 2 Hồng Yên Thủy ạ 380.000 Em để cho nó gọn luôn Tiếp theo là mã số 3 Em lên các bác nhà mình một con gọi là Phú Thọ Thì thật ra là cũng không phải là ít bác có nó rồi Nhưng mà con Phú Thọ Trời ơi cái lá của nó các bác này Cái lá của con năm cánh trắng Phú Thọ nhà em Các bác ơi lá to kinh khủng luôn ấy Và thân vô cùng là dài Đây các bác chờ em chút nhá đây này Chào ôi nó dài lắm các bác ạ à, Mà nó to đùng luôn Nó to như cái ngón tay cái luôn Mà con này đang chuẩn bị tắt ngọ Nó rất là to và dài luôn Các bác nhìn cái lá của em này Cái lá của nó như cái dòng mít đại luôn các bác ạ à, Con này thân của nó em ước tính tầm khoảng 1m2-1m3 uh, đến rồi 1m2-1m3 rồi các bác ạ à. Không biết nó có đứng được không Đây này Trời ơi quay như thế này thì nó sẽ Các bác nhìn này nó to đùng luôn như thế này các bác ạ à. Mà thân nhá Các bác nhìn thân này Thân to này Ngọn chuẩn bị tắt mà thân nó đã to như thế này rồi Đặc biệt là cái dòng này là dòng phú thọ lá lỗi cổ tiết các bác ạ à. Mà cái lá của nó to như thế này Thân nữa Kể cả là các bác mua phú thọ mà Ở những cái chậu mà Cái thân thủ to như thế này Thì sau này các bác nhà mình trồng ấy Các bác chăm những cái mầm gốc của nó lên Nó sẽ rất là to to nó vượt trội luôn đấy các bác ạ à. Cái mã số 3 này em chia sẻ các bác nhà mình chậu phú tọ gọi là siêu vip nhá, 450 000 chậu này. Con này thì em cũng đang định giữ lại để làm hoa Tết đây các bác vì nó quá là đủ yếu tố để làm hoa Tết rồi. 450 000 cho mã phú thọ số 3 giúp em ạ. 450 ạ cho mã phú thọ số 3. Các bác lưu ý là tất cả những cái mã này là em đều chưa bao gồm tiền cước vận chuyển các bác nhé. Tiếp theo bên này là mã số 4 ạ, mã số 4 của em đây là cũng là cái chợ phú thọ Gồm có là 5 thân các bác ạ à. Gồm có là 5 thân giúp em nhé Chậu phú thọ này thì em chia sẻ Các bác như mình là 450.000 luôn thôi ạ à. Mã số 4 ạ à. 450 các bác ạ à. 450.000 luôn cho mã số 4 5 cánh trắng phú thọ Đây này các bác nhìn của nó này Những cái mầm gốc này Cái củ mầm gốc rất là to này Đều là dòng lỗi lá cổ tiết này lá cực kỳ là tròn và dày. 450 cho mã số 4 Phú Thọ ạ. Mã số 5 thì em sẽ lên các bác nhà mình một con siêu phẩm ờ uh... tôi rồi. Ôi con này nặng lắm. Đây là chậu siêu phẩm uh, mắt đỏ Đông Lai cánh bầu đại Tân Lạc Hòa Bình. Cái chậu này là hàng 1 dề và con này nó có thâm niên là được tầm khoảng 5 đến 6 năm rồi các bác ạ. Cái chậu này em bán lan năm nay là năm thứ bảy rồi nhưng em cũng chưa gặp cái chậu nào mà to như thế này. Hàng một dề cho em nhé. Con này thì nó quá là nhiều thân luôn rồi các bác ạ. À. Mắt đỏ đông lai, bình thường các bác thấy là chậu 1 2 thân, 5 6 thân, 7 8 thân thì nó rất là nhiều. Nhưng mà cái chậu nó nhiều thân như thế này thì em nghĩ là 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 cả thị trường lan thì bây giờ em nghĩ là không có. Đấy các bác nhá. Cái con này thì uh, những cái tía tía lá này thì nó được ăn nắng trực tiếp ở hướng ở trên Thì là nó bị tía như thế này nhưng mà về thân thì không vấn đề gì Còn những cây là nó ở dưới thì nó không bị các bác ạ Chỉ có mấy cái cây ở trên thì nó mới bị một tí thôi Nhưng mà không vấn đề gì cây vẫn rất là khỏe và cứng cáp cây nhá Các bác nhìn qua cây là các bác biết là cây không chăm sóc nhiều rồi Mã đây là mã số 5 chồng em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 2 triệu 800 nghìn cho mã số 5 ạ Ôi 2 triệu 800 nghìn cho mã số 5 ạ à. Tiếp theo là mã số 6 chậu này là một cái chậu thân thủ của cái Chùa tiên hay là chúa tiên gì đấy các bác ạ à. Em cũng không rõ lắm nữa Nhưng mà em chỉ biết là Cái thân thủ cái lá của nó Y hệt như kiểu là lá của Mít Phân Sơn bà cụ thôi Nó to mà nó gân mà nó rất là đẹp các bác nếu như các bác mà lấy cái chậu này thì nhà mình à, mua kèm đơn giúp em nhá Vì nếu như mà em mà bán một cái chậu này Xong rồi các bác nhà mình mà lấy có một đơn thì tiền cước của nó tầm khoảng 150 đến 160 đấy Vì con này nó rất là dài Đây này các bác này, dài này 20 này, 40 này, 60 này, 80, 1 m 1 m 2, 1 m 4 cơ ạ Nó rất là dài Nếu mà tính cả chậu thì nó rơi vào tầm 1 mét 6 Thì cái nguyên si cái thùng nó sẽ dài 1 m 6 luôn nên là các bác nào mà muốn uh, vì cái tiền cước của bác nhà mình là trả mà nên là các bác nhà mình là lấy kèm những cái đơn đơn đơn, đơn dài bằng nó thì sẽ bớt tiền cước đi. Cái chậu thân thủ của chùa Tiên. Chùa Tiên. Chậu này em chia sẻ với các bác nhà mình với giá là 500 000 thôi ạ. Cho cái chậu thân thủ nhá. 500 000 cho cái chậu số 6. Thân thủ chùa Tiên. Chậu to lắm. Tiếp theo là mã số 7 ạ. À. Mã số 7 của em đây là một cái chậu ám cổ văn giang cực kỳ là to. Đó, chậu số 7. Chỗ này em chia sẻ với các bác như mình là 650. Ám cổ văn giang thân bóng nhảy luôn mà rất là đẹp. Lá thì không mất cái lá nào luôn. Đây các bác nhá. Mã số 7 ạ. À. 650.000đ. À tiếp theo, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác nhà mình mã số 8. Đấy là một cái dòng vàng 4 số 9, mặt bông của nó bông giống như trầm luôn. Cái con này thì vườn của bác này hơi bị cớm, chính vì vậy là cái lá của nó cũng chưa được vàng đậm như những cái lần mà em bán, nhưng mà thật ra như thế này thì nó cũng đã quá là 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 ổn định rồi. Và bác nào mà chưa có giống này thì nhà mình có thể là siêu tầm. Đây em để các bác nhà mình vào một cây nó màu xanh các bác thấy nhá. Đấy, vàng 4 số 9 thì nó sẽ vàng toàn bộ từ dưới lên trên Các bác nhá Đây ạ, à, mã này là mã số 8 ạ à. Chậu này của em cũng có một thân và hai mầm gốc với giá là 480.000 Cho mã số 8, vàng 4 số 9 480.000, mặt bông cực kỳ đẹp luôn các bác ạ à. Tiếp theo là mã số 9 ạ, à. Chậu này to hơn Chỗ này to hơn và đẹp hơn ạ à. To hơn, đẹp hơn và vàng hơn chậu số 9 ờ à, cũng đang lên mầm gốc đây luôn các bác này, lên một cái mầm gốc lỡ rồi. Đó, chậu số 9 ạ. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình là 680. 680 ạ à, cho mã số 9. Vàng 4 số 9 ạ, rất là đẹp. Mã số 10 của em tiếp theo lên các bác nhà mình một con khủng long nữa luôn, con này nó phải cao tầm khoảng đâu đấy là mét m rồi. Và không biết là quay như thế nào để cho nó đẹp được các bác ạ, à, vì nó quá là dài. Mẹ đang bận con ơi Má số 10 ạ à. Má số 10 của em đấy nó dài lắm Con này là một con Để em xem nào Ba đứa ghi tên là ấy. À, Con này là một con nữ hoàng 28 các bác ơi Rồi ôi Nữ hoàng 28 mà em nhìn Chào ôi 28. Ôi cái chậu nữ hoàng 28 nó khủng chưa các bác Cái chậu nữ hoàng 28 mà em nhìn lướt qua Em cứ ngỡ nó là cái chậu uh, uh, Mít đạn hòa bình luôn đấy các bác ạ à. Chậu này dài 1 m rưỡi nhá Và chưa thắt ngọn cả nhà mình nhá Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 650 nghìn ạ Ủa nó dài lắm đây Chào ơi 650 nghìn cho mã số 10 650.000 cho mã số 10 ạ. nó dài lắm các bác ạ. 650 mã số 10 các bác nhé Mã số 11 đây em tiếp tục lên cái uh, mít uh, Lâm Đồng này các bác nhà mình siêu tầm đây ạ. Mã số 12 mít Lâm Đồng ạ. Mít Lâm Đồng cho này em chia sẻ là 350.000 cho mã số 12 mít Lâm Đồng. 350.000 cho mã số 12 đi ạ, mít Lâm Đồng. Mã số 13 mít Lâm Đồng luôn ạ, à. lá rất là tròn đẹp. Đây ạ, à, lá to các bác nhé, mít Lâm Đồng. Lá rất là to này, tròn và đẹp luôn. Đây các bác nhìn cho em này, lá này. Đẹp chưa? ạ Mã số 10 uh, 13 mít Lâm Đồng 450 000 Con này dài lắm các bác ạ, à. rất là dài. 450 000 cho mã số 13 mít Lâm Đồng. mã số 14 của em. Đây là một cái chậu. Không nhỉ? qua đây ghi là chậu gì nhỉ? Có tên đâu. Tím ma bó. Tím ma bó. Mặt bông của nó đẹp vô cùng luôn. Mặt bông của nó ngang ngửa như cái bông. Bông tím hà tây luôn đấy các bác. Trông nó đẹp lắm. Cái con này thì đúng là hiếm có. Khó tìm luôn đấy. Nó ngang cơm cái dòng bệt luôn đấy các bác ạ. À. Cái dòng này... Ngày trước em cũng bán một cây nó rất là đẹp các bác nhá. Từ hoa đến lá đến thân luôn nó cực kỳ là ok. Mã số 14 ạ. À, tím ma bó. Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 450. Bác nào chưa có giống thì nhà mình siêu tầm này. Một chậu vô cùng là to luôn. Vừa là mít mà vừa là mặt bông tím đậm đẹp này các bác này. 450.000. Mã số 14. Mã số 15 của em đây là lên các bác nhà mình những cái chậu gọi là phẩm của năm cánh trắng phú thọ luôn đây ạ những cái chậu gọi là tác phẩm của năm cánh trắng phú thọ để các bác nhà mình xem và các bác có thể là làm hoa tết như các bác nhé mã số 15 này tác phẩm năm cánh trắng phú thọ số 15 rất là to luôn chậu số 15 này em thùy chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 1 triệu 500 nghìn cho mã số 15 1 triệu 500 nghìn cho mã số 15 ạ Mã số 15 là 1.500.000. triệu 500 nghìn. Cho mã số 15 Phú Thọ ạ. Mã số 16 cũng là tác phẩm Phú Thọ luôn, số 16 luôn ạ. Um tùm thân luôn. Mã số 16 cũng là tác phẩm luôn. Rất là đẹp các bác ạ. Mã số 16 nhá. Đây ạ. Cũng là 1 triệu 500 nghìn luôn cho mã số 16 5 cánh trắng phú thọ hàng tác phẩm ạ à. Mã số 17 của em là một chậu cửu long cao phong Cho nên em chia sẻ các bác nhà mình là 480 nghìn Chậu cửu long cao phong số 17 ạ à. Cửu long cao phong số 17 480 nghìn rất là đẹp luôn các bác ạ. À. Cửu Long Cao Phong số 17 nhá. 480. Phiên hôm nay thì em lên một số các cái mã hàng ở trên video Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ Cảm ơn các bác đã theo dõi video của ngày hôm nay ạ